Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của Lê Thị Kim Loan gặp quốc tế đại sư Đàm Thị Thùy Dung diễn ra ngày hôm qua 14/8/2022. Trận đầu tiên này thì Đàm Thị Thùy Dung cầm đỏ đi tiên, còn Lê Thị Kim Loan cầm đen đấu hậu. Thì đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。
Quân. Tăng chuyên. Mã chính tấn 8 chém pháo. Trên đây thì Đàm Thị Thùy Dung cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua mà đã xem trận tiếp theo. Đàm Thị Thùy Dung cầm đen thủ hậu, Lê Thị Kim Loan cầm đỏ đi tiên, mời bạn thưởng thức. Tăng chuyên.
将军。将军。将军，将军，将军。将军，将军，将军。将军，将军，将军，pháo sáu thối một. Chưa đến đây thì Đàm Thị Thùy Dung một lần nữa cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.